Rồi, hello chào các bạn nha. Các bạn thấy cái gì không? À, đây là góc bên này các bạn ha. Trái chín rồi đó, có mấy trái chín lận. Trái này là trái bự. Nó còn những trái nhỏ nhỏ thật đẹp nữa. Thì tranh thủ quay cho các bạn xem. Cái máy điện thoại này nó có báo hết dung lượng hoài. 256GB mà nó hết dung lượng hoài. Chả hiểu tại sao. Tranh thủ quay cho các bạn thôi, tí xíu nó lại. Hơi hái luôn các bạn ơi. Này chín lắm rồi. Cây bên này là cây cha các bạn ha. Mấy gốc kia gốc con ha. Này ngon lắm. Hái không có đẹp à. Cây kia nó kìa có trái nhỏ nữa kìa. Hái luôn. Trên cây đang có mấy trái các bạn ha. Trái xanh nè. Có mấy cái bông nữa. Này, năm nay thì ra ít. Có vẻ như ít. Mới đầu mùa thôi. Giờ trên cây đang ra mấy cái bông nữa.